Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ. Thì hôm nay thì Tùng tiếp tục lại đi hành trình đi bắt hải sản, bắt dợp, bắt cua. Có thì Tùng sẽ quay và ghi hình cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem nha. Nói chung ra thì hôm nay thì có người dặn Tùng khoảng 10 kg dợp đó cả nhà. Nên Tùng với lại anh Quý, hai anh em sẽ đi bắt hải sản. Anh Quý thì chạy xe vô mé trồng đậu, còn Tùng thì đi hướng này để đi vào vòng qua bến giáp lại hai anh em. Thì lát nữa Tùng với Quý có bắt được dợp nhiều thì quay và chia sẻ cho quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem nha. Thì quý ông bà cô bác anh chị em gần xa xem video thấy hay thì ủng hộ cho hai anh em, cho hai anh em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để có động lực vào video gửi cho nhà xem nha. Rồi bây giờ thì Tùng mời quý ông bà cô bác anh chị em gần xa trải nghiệm theo Tùng với Quý để bắt hải sản, bắt cua rồi nha. Có cua có gì thì lắc nữa thì Tùng sẽ quay luôn. Rồi bây giờ đi thôi, Tùng sẽ xuống cái đám lá này nè, đi tìm kiếm hải sản và quái. Tùng qua cái chỗ này nè, cái này nó cua, nó bò nè, xuống cái hang này. Hang này được mò luôn, biết có không ra máy à, cho cả nhà xem nha. Tùng lên hơi cấu cả nhà xem thì thông cảm cho Tùng nha. Nói chung ra đây là cua gì không có cả, cua nung cái này. Một nung quá trời luôn. Rồi cái hang chặt bá lửa luôn. Nó một nung nha. Con cua này nó sắp lột rồi. Hai cái nung chặt bá lửa luôn. Nhà thấy không? Cua cốm đã không? Con này là nguyên bản hai da nha. Con này mắc tiền lắm nghe nha. Hai cái nú. Hết thòng hai cái nú cua cốm. Rồi đi tới đây Tùng phát hiện cái con cua nó đùng mà nè cả nhà. Đó. Và cái hang nó ở trong này nha. Bây giờ thì Tùng sẽ thử có không. Đây coi nhất nước quý. Coi mình nước đây. Con bự lắm á. Con này nếu mà có là con cũng á. Coi cái nhất mình đó coi có nhất không. Tự nhiên nó đùng đóng mà như cái lu nè. Tôi bắn con ngắt đâu. Đừng nói gì nè. Bắn con ngắt đâu. Mày chẳng quản nhau. Nhớ không? Mày chẳng quản nhau. Đúng lắm á. Đúng rồi nè. Có nó đang trở lên á. Ủa, đang chạy lên á. Có bị bắt hả? Lên nó được chứ rồi. Cái gì nó ta? Ơi. Ra. Cái tụi tài bản đó không? Ồ, mới rồi rồi. Mới rồi có mỗi cái mới rồi. Bây giờ có thể chạy bán á. Rồi.
đang còn nó da nè, nó bị da. Đâu vậy? Đâu nữa vậy? Cua đuổi ơi. Cua cua khủng. Đâu cua đó. Cầm ơi, cầm ơi. Cầm cái thọt cái còn nào nữa không? Cầm con cua nó bò càng. Cầm đi. Thọt cái còn nào nữa. Nè. Đừng có mà nữa. Ừ. Đừng bò con nữa đó. Cua lá cặp à, đi về trói cái nhảy nú càng thành quả. Hôm nay đi bắt cua, đây là con cua cốm, nhà đâu một con cua đực, cua đực trình bàn sầu. Con cua này cặp cũng có càng không biết nữa. Cái mò được cũng đóng tôm nè mà không có quay cả nhà. Đóng tôm. Hai anh em bắt được bao giọt luôn. Nó bán cho ông bảy được cuối. Đây là một bao giọt nha, bao giọt này hơn 10 kg à. Hơn 10 kg. Một bao 10 giọt. Và một thau tôm. Tôm này tôm bạc này cả nhà. Một thau. Tôm bạc luôn. À, giờ Tùng sẽ lựa tôm ra nha. À, lấy cái vỗ bự cho em. Cho Tùng kết thúc cái video nha cả nhà. Ở cái nhà cái video tiếp theo nha. Đây được hai con cua thao tôm mới dọc.